Chào tất cả các bạn nha. Sáng hôm nay mình tiếp tục đi thăm lưới gắn nữa nghe mấy bạn. Bữa nay mình cũng đi mình lên nữa nha bạn. Bữa nay đi luồng lưới cũ mấy bạn ơi, không biết tình hình sao đây. Ở gà lưới cũ nó dính yếu quá mấy bạn ơi. Đây đây mấy bạn thấy khung cảnh quen thuộc không? Ở đây ở gần bụi tre đây mình có một bụi tay nha bạn. Bụi tre này hồi lúc trước cũng có dính con gắn lãi nè các bạn. Có mấy clip trước mình có quay đó mấy bạn. Để hôm nay thử coi nó có như đợt trước nữa ha. Chứ lâu rồi cũng dính rồi, có dính nè mấy bạn ơi. Đó, nằm đó kìa. Mình cái đường đi vô mấy bạn ơi. Đó, nằm đây các bạn thấy không? Bắt đầu đó. Đây. Đây. Chú gắn lãi nha mấy bạn. Đây. Quê mình gắn này người ta gọi gắn lãi, còn có dùng thì nó kêu gắn hổ mây, kêu đúng cho nghe mấy bạn. Chứ đây là thông thường gắn này mình đây quê kêu gắn lãi. Các bạn thấy nó quậy trời đó, đó. Con này cũng đực nha mấy bạn. Đuôi dài, gắn này cũng bự ạ. Khoảng 300 g, 300 g thủ. Mới ra tay đầu tiên dính đó, không mình cũng mong hy vọng đây từ sau nó được vậy hoài nha mấy bạn. Đi thăm mà mới ra tay đầu tiên dính là thấy hứng rồi. Bờ này là mình mới đi ra luôn đó. Đây, bạn thấy nó quậy ghê chưa? Táp kìa, như bạn thấy nó kênh với mình thằng đó nè, họng nó cắn mình đó nha các bạn. Mày gắn này không có độc nha các bạn, không sợ. Quá quậy. Rồi, mình đi có một mình anh nha mấy bạn, do anh mình có công việc nữa rồi, không có đi theo được rồi. Cái này công việc quá mấy bạn ơi, có bữa mình cũng kêu anh mình đi thăm mình anh nữa mà ông anh cũng đi thăm mình anh thì ông không nhớ hết lứ. Tại do mình văn ông thăm khó lắm. Rồi mấy bạn cho mình tạm ngưng đây để mình xử lý nó nha mấy bạn. Rồi mình đi tới tay tiếp theo. Nếu có dính thì mình sẽ quay lại cho mấy bạn xem. Rồi cho mình tạm ngưng đây nha mấy bạn. Nãy giờ mình lội cũng có chục tay nữa cũng không dính mấy bạn ơi. Lại đây mình ngồi nghĩ cái này mấy bạn thấy cái địa hình này quen thuộc không? Nếu mấy bạn có xem clip của mình là ngay bờ này mấy bạn nhớ nha. Không? Cái bờ này đằng đó có con tay là dính biết nhiêu con đó nghe mấy bạn. Dính hổ ngựa, gắn lãi, gắn nước gì dính túi xua hết. Hình như chưa có con nước chứ, gắn lãi hổ ngựa nhiều, hổ hành cũng chưa dính bờ này nữa. Bữa nay để mình đi lại cho nó có hên như mấy lần trước không nghe mấy bạn. Cái này nó dính yếu quá mấy bạn ơi. Tao do đồng tao bơm xả chân này mấy bạn thấy dưới ruộng khô gan hết chân thấy không? Ở trong góc này mình có văng tay nè các bạn. Đây có hàng các bạn ơi. Đây từ xa thấy rồi mấy bạn thấy một em hổ nón đẹp thì ghê không? Quá đã không mấy bạn. Đây, con này nó muốn dài hơn tài lứ mình nữa nghe mấy bạn. Bạn thấy tài lưới mình tự trên đây xuống đó nó có mình văng tay chiếc này 6 tắc, 7 tắc, 7 tắc nha. Đó, dính con đã không? Các bạn thấy nằm một đống đã không? Đi thăm mà lại nhìn thấy tài lưới mà dính vậy thấy đã hay nha các bạn. Mà mình văng tài lưới này nhỏ nữa, mấy bạn thấy nó có khúc gì không? Mấy bạn nhìn kỹ mới nhìn thấy tài lưới này mình văng cũng muốn hết mùa mấy bạn. Cái màu nó hơi ấy nè nghe mấy bạn, màu nó hơi ngã nè chứ mày thôi nó giống thịt màu đen thù lùi à. Giống như mà lưới tàng hình gì đó mấy bạn có thấy lưới bảy chim tao bán lưới tàng hình không? Thì lưới gắn của anh em mình làm cái nó cũng giống giống vậy đó. Đã không đó, mấy bạn chỉ thấy được cộng dây viền thôi. Nằm một đống nè mấy bạn. Con này cũng to nghe mấy bạn. Thì thành quả nãy giờ của anh em mình đây mình quay cho mấy bạn xem. Được một mấy một chú gắn lãi nghe mấy bạn. Còn hành trang cũng y như cũ. Đây, một cái gói thuốc với cái túi đem theo coi có dính gắn nước không. Còn đây là số lưới của mình đem theo, đựng mấy tay gắt như mấy chỗ nào mình thấy địa thế còn ngon mình dặm lưới thêm nữa các bạn. Đây mình đi là lúc nào mình cũng phải đem lưới theo vậy chứ mấy bạn ơi, con số nó bị chuột cắn với con số nó bị gắt nha các bạn. Gắt thì mình phải chịu khó mình cuốn đem về mình cục dây viền lại, đa số cắn dây viền mà. Rồi còn chỗ nào im quá thì mình thêm vào. Rồi mấy bạn cũng cho mình xin tạm ngưng đây nghe mấy bạn, để mình xử lý con gắn này rồi mình đi tới tay tiếp theo, nếu có dính mình test lại mấy bạn xem ha. Tại do mình đi có một mình nên mấy bạn không có quay cận cảnh cái lúc mình gỡ được, các bạn thông cảm giùm. Chứ mình quay có hơi lắc mấy bạn cũng thông cảm giùm nha. Tại mình không có đem cái chân quay đồ theo được. Rồi. Cho mình xin tạm ngưng đây. Nãy giờ mình đi cả chục tay cũng không dính mấy bạn ơi, giờ mình lên tới khu vực trên đây cũng bằng bản cầu nha các bạn. Trong đó thì người ta trồng nhãn, cái chỗ bờ tràm nó vô trồng nhãn, còn đây khu vực bản cầu. Đó, bên đó ông chú đang quẹt nụ đó các bạn thấy không?
Đó, đây là khu vực mặn cầu nha bạn. Ở trước này mình có con tay nha các bạn. Con tay đằng trước này là kỳ hổm mình bắt cũng nhiều gắn lắm nữa mẹ bạn, mà nó có đâu cỡ cả tuần trước mình đi thăm mà bị mắc rồi, bắt đầu mình không có giăng lại, mình mới đi cứ rồi mình giăng lại mấy bạn ơi. Bị mắc lưới rồi mình để cho người ta quên đi, để đi qua đi lại để ý hoài mà. Rồi mình mới giăng lại cứ rồi, cứ này coi nó có hên không. Ồ, vô các bạn ơi. Ủa, trời ơi, một cặp luôn mấy bạn ơi. Ồ, quá đã. Quá đã. Đây, các bạn nhìn thấy không? Hai con một lượt nha các bạn. Đây. Ôi giời. Ôi giời, hai con. Quá đã mấy bạn ơi. Đây. Nhìn nó chiếc. Hai con một lượt. Chết một con còn sống một con mấy bạn ơi. Này một cặp luôn nha các bạn. Đây. Các bạn nhìn thấy đã không? Đó. Đi lại ta lứ mình nhìn thấy nó đâu một đã một đống đã hay ghê không mấy bạn. Đây, một cặp hổ hành. Bạn nhìn thấy gì không? Ừ. Đó thì hổm mình nói mấy bạn là mình dặn là sẽ có ngày dính cặp hổ hành, bây giờ nó đã dính này nghe mấy bạn. Lúc trước thì nó dính ăn lãi hổ ngựa đâu có cặp hết trơn, còn hổ hành chưa có cặp. Bữa nay là con hổ hành có cặp nha mấy bạn. Con này mới dính, còn con này dính hồi tối hay gì hay là hôm qua gì bị xiết cổ chết mấy bạn ơi, bị ngắn này xiết chết rồi. Trời, bạn nhìn thấy đã không? Đó. Hổ hành xuất hiện nghe mấy bạn. Thời tiết lạnh nó đi nhiều mạnh nghe mấy bạn. Bạn nhìn thấy sao? Đó. Dính ngắn dính cặp đã hay mấy bạn. Đi thăm lưới mà lại nhìn thấy một cặp gì, nhìn thấy nó sướng gì đâu nha mấy bạn. Ui, khỏe à, chiên này bữa nay đi cử lưới này im rồi mấy bạn ơi. Nãy giờ nó cũng dính lai gai rồi đó, nãy giờ mấy bạn cũng thấy thành quả của mình rồi đó nha. Đây. Bữa nay trúng to nữa nha mấy bạn. Đây là được một em hổ nón với một em nãi nè mấy bạn. Tại chỗ này hay chó chói gì đây không có mấy bạn. Đây. Đó, bạn nhìn thấy không? Còn đây. Tà lứ này nó dính hai con hổ hành lượt. Đây lẹ lử nữa kìa, bạn sống còn chết con nha mấy bạn. Rồi mấy bạn cũng cho mình xin tạm ngưng đây mấy bạn, mình xử lý nó xong rồi mình đi tới ta tiếp theo, nếu có dính mình quay lại cho mấy bạn xem ha. Tại do mình đi mình ên á mấy bạn, nó gặp hơi khó nha mấy bạn, mấy bạn thông cảm nha. Các bạn nhìn thấy đã không? Ồ, ơ kìa, mấy bạn thấy nè, họng kìa thở ngọt nha mấy bạn. Để mình giải cứu nó mới được mấy bạn ơi. Rồi cho mình xin tạm ngưng đây nha mấy bạn. Đây là khu vực bờ mảng cầu, đợt hổm mình có quay cho mấy bạn xem mấy clip trước có dính mấy con lãi đó mấy bạn, như con bữa mà tại lưới thủng đó. Để mình đi về vô coi đây, thấy mảng cầu quen thuộc không? Đó. Đằng trước này mình có con tay nha mấy bạn. Nãy giờ mấy bạn cũng thấy thành quả được 4 em nha mấy bạn, im rồi đó. Đây, dưới gốc xoài mình có tay đây. À, có hàng mấy bạn ơi, có hàng. Rồi. Chết hay gì mấy bạn ơi. Con lãi bự quá. Chết ngắt rồi mấy bạn ơi. Đây, con lãi to quá. Chết nha mấy bạn. Con này hư luôn mấy bạn ơi, con này muốn sình luôn rồi. Đây. Ủng quá ngọn ơi. Con lãi này to, con lãi này cỡ khoảng nửa ký nha mấy bạn. Ủng quá. Này tà lứa này đúng ra nó cũng không đến đổ phải chết rồi sao chết không hiểu các bạn. Tại chỗ này mình núp vô bờ cây này cũng bóng mát mà, chứ mình mới đi thăm cách bữa thăm bữa nó cũng không đến đổ phải chết mà sao nãy chết rồi. Này chắc do mình bữa đó mình vừa đi thăm nghe không dính, gần chút nó dính đó các bạn, bởi vì nó neo hơi lâu. Chứ còn mà nó dính cỡ ngày nó không chết nha các bạn, nó hay lắm. Trừ khi mấy gắn quá bự nó nông không được cái mặt đó, nó lú vô được con khúc nó mới chết thôi, còn bình thường lú gàng khúc như gắn này là khó chết nữa. Rồi chuột cắn mấy bạn ơi, đây nè. Rồi ơi hàng chi chuột cắn nó mới chết phải rồi, chứ còn lú gan hút gì đã thở được rồi, nó ít khi nào thì lại chết ít lắm. Rồi giờ mình xin tạm ngưng đây nha các bạn, cho mình đi có mình ha, mình không có quay lại cảnh gỡ được, mình mấy bạn thông cảm cho mình gỡ nó, mình bỏ chứ ngắn này ăn không được rồi mấy bạn ơi. Rồi mình đi tới tay tiếp theo có dính mình quay lại cho mấy bạn xem. Rồi nãy giờ mình lội cũng gần hết lưới nha mấy bạn, mà nó không dính mấy bạn ơi, mới vô đầu nó dính quá trời sao nãy giờ cái nêm ghe mấy bạn. Rồi, ở đây là mình qua khu vực bờ cam nha mấy bạn. Đây, ở đây người ta trồng cam không nghe mấy bạn. Cam dưới đây nuôi cá trà thịt nha mấy bạn. Ở đằng trước này mình có con tay mấy bạn ơi. Vô bờ này nãy giờ 60 tay cũng dính, để tới tay này thì làm sao mấy bạn ơi. Tình hình sao.
Ồ, có hàng, có hàng. Trời ơi, rồi chết luôn mấy bạn ơi, quá trời, tải bự cho hơn. Đấy, chào quá. Bạn không cảm này lỡ mình rớt. Bạn thấy hết cái ngăn lãi bự không mấy bạn? Chà bá nha mấy bạn. Đi cái tụt này gớt cái máy luôn mấy bạn. Thông cảm nha. Lãi nó bự quá mà chết rồi mấy bạn ơi. Con này mới chết còn ăn được, chưa đến đổi. Lãi bự hết cái ngăn lãi cỡ nửa ký 600 gram mấy bạn. Lãi bự to. Rồi, nãy giờ thành quả mình cũng được nhiều nha mấy bạn. Một túi nha các bạn, đó không? Đó, này là được ba con còn sống với một con hổ hành. Con hổ hành nãy chết nha các bạn. Tính ra là như vậy là bữa nay mình nãy giờ được 6 con đó nghe mấy bạn. Con này là con thứ 6 nè. Ở đây mình còn được 5 con, nãy chết con gắn lãi mà mình giục rồi mấy bạn ơi. Gắn lãi nãy xài không được, còn con hổ hành này còn ấy được. Con hổ hành này, con gắn lãi này còn ăn được nha các bạn. Đây bạn thấy chưa, ta lưới mình tự trên bu xá mình văng xuống đây, ta lưới 5 tắc nha bạn. Cái bờ này mấy bạn thấy nó bự thấy sợ không, mà mình chặn chỉ có ta lưới 5 tắc thôi là ngay chặn hướng nó đi đã dính này mấy bạn thấy không, không cần phải chặn nhiều lưới nha mấy bạn. Mình văng vậy nó rất là tiện, nó ít tốn chi phí thứ nhất, thứ hai nữa là người ta cũng ít gặp nữa mấy bạn ơi. Chứ còn nếu mà như mình văng dài quá người ta dễ gặp lắm mấy bạn ơi, người ta đi sớt ngang người ta gặp cái dính cái người ta cuốn lưới mình luôn hả. Cho nên tỷ lệ mắc lưới nó cao lắm, còn mình văng vậy tỷ lệ mắc lưới ít lắm, trừ khi dính gắn với mấy chỗ mà mình văng vậy nè mấy bạn, cái do người ta xịt cỏ ngang đó mấy bạn, cái khi đã xịt cỏ rồi cái nó chóng thì mình làm biến cố mình để nó luôn, nó vẫn dính vậy nhưng mà tỷ lệ dính nó chết gắn với ấy nhiều. Con gắn này mới tính ra mới đây mà chết cũng mới đi thăm cử rồi mấy bạn biết sao, chè gắn này bự quá nó bóp xiết cổ ngay đây mấy bạn, chứ còn như này trong mát cũng không đến đổ chết mình sao chết. Rồi thôi bây giờ mấy bạn cũng cho mình xin tạm ngưng đây nha. Để mình xử lý nó rồi mình đi tới thai tiếp theo, nếu có dính mình quay lại mấy bạn xem. Tại vì còn cũng không có nhiều lớn nữa mấy bạn ơi. Rồi, cho mình tạm ngưng đây. Rồi, nãy giờ mình lậu giờ về tới gần tới nhà mấy bạn ơi. Hết lưng nha mấy bạn. Đó, trước mặt mình có con tay mà nó không dính đâu mấy bạn. Mấy bạn xa xa nhìn thấy không thấy tay lớn luôn mấy bạn. Lưới này giống như lưới mình văng, giống như lưới gắn mà giống như lưới tàng hình vậy mà. Rồi thành quả của mình bữa nay luôn mấy bạn ơi. Đó, được ba con còn sống nè mấy bạn ơi, 6 con. Con này thì chết mà còn vớt vát ăn được. Còn sống được 3 con. Chết 2 con này, chết 3 con mà mình cho mình bỏ 1 con rồi mấy bạn ơi. Bỏ 1 con này tại vì do nó chết lâu quá đó mấy bạn. Còn hai con này thì còn xử được nha các bạn, hai con này thì còn giải quyết được mới chết. Hai con này không cả ký rồi, bữa nay dưới này nữa, bữa nay chắc cũng gần 3 ký mấy bạn ơi, 2 ký mấy 3 ký. Dục hết con nha mấy bạn. Là bữa nay cử này thăm được 6 con, tính vậy là trúng nữa mấy bạn, tại giờ nó cuối vụ rồi. Không phải như đầu vụ mà nó dính nhiều được đâu mấy bạn, lai gai vậy hả. Đẹp tới thì có hổ hành lai gai mà hổ hành giờ cũng giá rẻ quá mấy bạn ơi. Nãy mình đi ngang ông chú đó đợt rồi mình cho ông gắn bữa chiến này ông cho mình lại trái đu đủ nè mấy bạn. Trái đu đủ đẹp không? Rồi mỗi dịch đã không bạn. Vô là mình xử hai gắn này với trái đu đủ này mình hợp nó nha các bạn. Giờ này cũng chưa rồi mấy bạn ơi. Còn lưới gấp thì trong đây là luôn. Này thì có thuốc của mình. Rồi tới đây mấy bạn cũng cho mình xin tạm ngưng clip đây nha các bạn. Đây thì thành quả nãy giờ mấy bạn không biết đó, thành quả trong một buổi sáng mình chuyến thăm lưới đã gắn bữa nay đó mấy bạn, thì được một coi tổng cộng là được 3 con gắn lãi mà bỏ 1 con, chết đây 1 con, 2 con hổ hành, 1 con hổ ngựa. Đây còn có 3 em còn sống đây mấy bạn, còn đây thì 2 em chết, 1 em đã dục rồi, hy sinh giữa chiến trường rồi đây. Rồi mấy bạn cho mình xin tạm ngưng đây ha. Rồi hẹn gặp mấy bạn ở clip sau. Nếu mấy bạn xem thấy vui vẻ, mấy bạn nhớ đăng ký ủng hộ kênh anh em mình nghe mấy bạn. Để anh em mình có động lực để làm những video tiếp theo nghe mấy bạn. Rồi thôi, bye bye. Hẹn gặp mấy bạn ở clip sau.